Nghe nhạc hay à? Ê. Ôi, xoắn đi. Xem nào. See the other trendy. What the fuck? Quét tại sao cậu có thể đọc được mấy cái bảng này? Logic. Tại sao khu tối tăm mình có thể đọc được bảng? Logic. Alan please add your name. Alan hình như là tên của thằng tác giả game này hay sao ấy. Nếu mình nhớ không nhầm. Alan hãy đặt dòng chữ ở đây. Mình đang ở đâu đây? What the fuck? Chả có gì cả. Why? Vô nghĩa vào lờ. Ok. Bá đạo luôn. Ok. Tập trung vào vấn đề chính. Bum 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 bum. Oh yeah. Tí chết. Ui, hết nhiều tiền thế rồi nhỉ. 113, à 133 cơ mà. Thế đấy. Ok. Hop. Cái kia là chắc chắn là gai. Mình không nghĩ là mình sẽ nên vào chỗ đâu đấy. Nhưng mà tối A Tam này mình... Vocado Hill Zone. Vocado. À lại cái khu này nè. Có gì hot ở đây à? Oh shit. À giờ mình có thể nhảy ở đây. DLC NPC pack. Đến NPC mà cũng cần phải lý do. À cái chỗ này mình lấy rồi nhỉ. Ok, đến NPC mà mình cũng phải mua bản DLC. What the fuck game? What the fuck? Ok, mình có thể mua những thứ cần thiết từ cái thằng đau đần kia. Từ nữa, checkpoint. Checkpoint. Ok. DLC NPC. Rồi sao? Có gì hot không? Hả? Chả có gì cả. Yeah. Skill. Trình độ cao. Level Pro. Ok, giờ mình có thể đi qua chỗ này chẳng? Nếu mình nhớ không nhầm là chỗ này là có cái tường nhảy. Nope. Không phải chỗ này, chỗ này. Ờ, ok. Thực ra cái phần 2 mình không thấy hay bằng phần 1. Phần 1 hay hơn. Và phần 1 mọi thứ. Cái gì? Great Danger Head. Thứ cực kỳ nguy hiểm đằng trước. Thứ gì là mà cực kỳ nguy hiểm. Người chơi. À, người trông cứu. What? Tôi nhớ rằng là sinh vật đó đã bắt được ông. Tôi nghĩ ông đã chết. Không, 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 không. Thật sự là ngược lại đấy. Nhóc. Từ đó. Ông là người đứng sau tất cả sự biến mất. Từ rất xưa rồi. Có lẽ ở trong trò chơi khác. Cậu đã giết con cừu của tôi. Tự nhiên sao nó biết. Tôi đã nói rằng cậu không được cả giết chúng. Tôi đã thậm chí còn viết là một cái bảng. Và bây giờ và tất cả những người khác sẽ phải trả giá. Hãy chết bởi bàn tay của zombie ship. Kill zombie. The hoof of zombie ship anyway. And you, if you kill this ship, they will just come back and zombie great. Vì bọn chúng là gì nhỉ? Kill zombie. Nên dù ngươi có giết những con kiều đó, chúng vẫn có cứ quay trở lại. Zombie thật tốt nhỉ. Vãi. Nói chung là rồi ok đủ chat đủ rồi. Đến lúc chết rồi đấy. Ok. Người chơi. Hả?
Ủa vãi, vãi. Ow, ow, what the fuck, what, what the fuck, what, wait. Wow, đúng thế. Cái gì đây? Mày đang đánh kiểu gì? Fuck, ow. Ow, thọt rồi. Có lẽ mình không nào giết được chúng nó, mình té thôi, yeah. Yeah. Wow. Từ mình quay lại, chắc là mình mua ở thằng kia có cái gì đấy thì giúp giết bọn cừu ấy nhỉ. Plan what possibly is could this have, we are really scrubbing bottom the barrier, there are no refund for this item. Hả? Hamlet plan. What the fuck? Ý nghĩa của nó là chi? Mình chưa hiểu lắm. À, tại sao mình lại mua cái... Được. Là mình nhìn nhầm, mình tưởng chỗ ẩn. Ý nghĩa của chi? Của nó là chi vậy? What? Bà. Cứu Dolly. Vãi. Brain. Wait. À, chẳng lẽ hãy đợi chút một chút, các ngươi thích cây này đúng hơn không? Và chúng nó đã ăn. Không. Ai nghĩ rằng những cái cây có thể chống đỡ lại zombie? Vì chúng nó kêu. Phải. Từ từ đã. Bình tĩnh nào. Người chơi. What the fuck? Ok, chúng ta là thằng người chăn cừu. Vậy. Ok. What? Đấy à? Hả? Đấy à, chắc chắn người chơi. Shopkeep, cậu đã... ông đang làm gì ở đây? Cậu không thể đi vội. Hả? Nhưng mà tránh đường tôi ra, tôi phải đi. Tôi phải đi trong lúc cái credit đang chạy. Cái mấy cái mà dòng chữ. Phải. Tôi không thể để cậu làm điều đó. Cậu nhìn thấy đấy, có when you trying to be. Có rất nhiều thứ để có thể kiếm tiền được trước khi cậu cố gắng trở thành một người dũng sĩ. Tôi là dũng sĩ, tôi cứu cái thị trấn này. Tất cả mọi người đã an toàn. An toàn khỏi cái gì? Zombie... À, cứu zombie à? Xin lỗi đi. What? Có một thứ kinh khủng hơn cả zombie nhiều. Cái gì? Lord... Nguy hiểm hơn cả zombie. Lord Connect. Phải. Cái này thì nguy hiểm thật, nguy hiểm hơn cả zombie rất là nhiều. What the fuck? Ok. Xong. No respawn. Again. Không, không thể thế được. Đây là một phần trong game đúng không? Chắc chắn đây là một phần trong game. Connect to server, yeah! Cut connect. What? Sao mình lại về đây rồi? Why? 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 What? Sao mình về đây? Mình đánh xong mọi thứ rồi cơ mà. Oh, buy soda, what? Trong game giờ có quảng cáo, tốt rồi. Tôi không thích mua soda. The fuck? Mở. What? The heck? Giờ mình mua đồ bằng máy chứ không mua bằng. What? Cut connection.
À, nếu mà mình mua cái đấy thì mình sẽ không cần phải connect vào server nữa, và mình không bị dính cái vụ đấy nữa. Player status banned. Let's see you buy your... Khốn. Cái thằng bán hàng đấy nó ban mình, không cho mình đi tiếp. Đệt. Được đấy, mày được đấy, mày được đấy. Mày được đấy, bán... Giờ nó còn chả thèm ra nữa cơ. Vậy là thằng bán hàng là thằng phản diện tiếp theo đấy à? Phải game. Không thể đỡ được. Mình không biết nói gì được hơn nữa. Sợ quá. Ai nghĩ ra cái trò này cũng bá lắm đấy. Giờ mình phải đi đâu đây? À khu này mình như mình chưa lấy hết tiền đúng không? Thế nên mình sẽ lấy hết tiền ở đây. Wow. Xin tiền nhá. Wow. Chỗ này... What? À, chỗ này có cây. Mình bị cái này từ cái lúc ấy rồi. Nên mình biết rồi. Buy soda. Giờ thì đi đâu cũng thấy quảng cáo. À chỗ này mình lấy tiền rồi mà, không có gì đâu. Là sao đây nhỉ? Ô, đường này có đường bờ ẩn à... Sơ. Chả có gì cả. Fuck. Fuck this shit. Đây có gì hot nữa không? Hình như là không thì phải. Fuck this shit. Fuck this shit. Ok. À chỗ này. Fuck. What? Giờ mình phải làm gì? Ý nghĩa của việc này là gì? Ô, oh, chỗ này mình vào rồi, quên. Oh, oh, yeah. Wow. Cái gì kìa? Parallax. À, cái hình nền. Bách của cái hình nền. Ok, giờ mình xuống đây có gì? Ô, tiền. Vậy là dưới đây vẫn có tiền. Sao vừa lại... Cái gì đây? Xin chào, tôi là Group. Tôi rất thích đào đá. Kiểu đi... mình cũng không biết rồi. Tại sao? Ờ, cái tôi nghĩ là đấy là lý do tại sao cậu đang ở dưới này. À, giờ tôi không làm nữa, tôi... Giờ thích ở trong không gian và... súng laser, what the fuck? Hứ? Pew pew! Mình không thể lấy được à? Fuck! Tại sao mày không chỉ đơn giản là mày lấy đi? Maybe later cái lỗi gì? Pew pew! À, hay là mình phải mua cái gì đó liên quan đến laser của nó. Rồi cho nó mới cho mình chăng? Nếu mình nghĩ, theo mình nghĩ là vậy. Ok. Cái này khó khăn đây. Best game ever. Best game ever. Ok, mình phải đi. Đâu bây giờ, rốt cuộc mình phải đi đâu? Giờ mình không thể nào đi qua chỗ này được nữa. Bum 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 bum. Khốn thật. Khốt. Quân khốt. Không thể nào đi qua đây. À chỗ này cũng hết rồi, làm gì còn gì đâu. Khó khăn đấy, không đùa đâu. Mình nghĩ là có thể đùa được cái game này. Nhưng mà không. Đến một game vô cùng nghiêm túc. Thanh niên nghiêm túc 2013. Ok, mình đang nói cái lồng gì nha. Bắt đầu lệch vấn đề rồi đấy. Mình thật sự mình không thích câu đấy tí nào. Rồi cô mình về đi đâu? What the fuck? 150. Và cái ý nghĩa của cái gói đấy làm gì? What? What the fuck? Giờ mình phải làm gì? Mình chưa hiểu gì cả, rốt cuộc mình phải làm cái gì? Wow. Fuck this shit. Mất tập trung một tí rồi đấy, sợ. Mất tập trung thật là đáng sợ. À, sao mày không đơn giản là mày lấy cái... À, mệt quá nhỉ, khó khăn quá nhỉ. Khó khăn phết đấy, không đùa đâu. Fuck this shit. Tum 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 t
Nope. Tại sao mình quay lại đường đấy nhỉ? Mình ngu rồi. Bắt đầu chơi vào game này lâu, bắt đầu ngu dần đều rồi đấy. Tất cả tại game này. Không chấp nhận. Làm sao mình qua được chỗ kia thì ngoài việc đào đá ra mình không làm gì khác được. Đây rốt cuộc mình phải làm gì? Ý nghĩa của việc chơi game này là gì? What the fuck is... từ từ quay lại chỗ kia xem là nó có liên quan gì không.